Xin chào các bạn. Mình đang đi đạp xe các bạn ạ. Cuối tuần thì mình thường là đi đạp xe đạp hoặc là đi chạy bộ hoặc là đi leo núi. Hôm nay là thời tiết khá là đẹp và hơi ấm một chút, không lạnh lắm, nắng ấm, trời xanh. Hôm nay đi phải quá là tuyệt vời luôn. Hôm nay là mình cũng định đi leo núi rồi ạ. Mình ở đây thì không có núi cao, núi muốn đi leo núi thì phải đi khá là xa, cách chỗ mình 2 tiếng ngủ ạ, phải đi tàu rồi đi xe nên cũng hơi bị ngại thôi. Để một vài hôm nữa là sẽ dịch bệnh nó thuốc thì mình sẽ đi. Mình đang quyết định đi đạp xe. Cuối tuần của mình thì còn là không đi leo núi thì đi đạp xe bộ, đạp xe hoặc đi chạy bộ các bạn. Đây là một cái đồng lúa khá là rộng nên ở chỗ mình này, mình ở vùng quê, những cái đồng này đạp xe rất là thích các bạn, không có vướng mắc gì cả, mình luôn. Thi thoảng có một vài người đi tập thể dục rồi đi chạy bộ, đi đạp xe, nhưng mà ở đây thì là những con đường cho phục vụ nông nghiệp ấy, cho máy cày máy cấy nó đi đây. Đến mùa gặt hay mùa cấy thì họ mới đi gặt đi cấy thôi, còn đâu thì thường là bỏ không à, không có phương tiện gì đi lại cả. Ở đây thì bên này thì đang sắp chuẩn bị vào mùa cấy, bây giờ họ mới bắt đầu làm đất này, cày vừa bắt đầu quay phân qua kia để sang tầm tháng nữa là mưa xuống rồi ấm ấm lên là họ bắt đầu cấy. Mùa này được cái nhìn nó hoang vắng như này, nhưng ở đây thì mùa đông này ở trong mình thì có cái bọn chim di cư nó về vui lắm ạ. Đông đông rồi á, vui lắm. Mình đạp xe gặp bọn này vui cực, kêu quảng quảng quảng, không nhiều lúc quan sát bọn nó ăn, không biết nó có lúa để nhặt không, chắc mình nghĩ là cũng có lúa, kiểu khi người ta gặt thì có những hạt lúa rơi, chắc là vẫn còn, con nào còn đấy béo múp à, không biết là nó tích trữ từ bao giờ, chắc là tích trữ từ cả mùa xuân mùa hè ấm áp ở vùng nhiều ở bắc này, chắc nó bay từ bên Nga hay bên, nói chung là xứ ấm về, à, xứ lạnh á, quên về đây rồi. Chắc ở đấy nó, chắc mùa đông nó còn lạnh hơn ở bên này nhiều lần này. Nên tôi về đây lạnh này mà. Xin mời các bạn cùng mình theo dõi mình đạp xe nhá. Mình sẽ đạp một vòng vòng. Mình đạp thì mục đích là thể dục nên cứ đạp thôi, cứ đi, cứ nào ngóc ngách này đi hết. Ok.